các nhà hàng và trung tâm mua sắm đã mở cửa trở lại tại thủ đô La Paz, Bolivia vào ngày hôm qua sau 6 tháng đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những người dân địa phương bị phong tỏa cho rằng cái giá phải trả về tổn thất kinh tế do việc đóng cửa và áp dụng các biện pháp hạn chế là quá lớn đối với Bolivia, một trong những nước nghèo nhất Mỹ Latin. Tuy nhiên, việc nới lỏng hoạt động kinh tế lại diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều ca nhiễm mới COVID-19 ở đây. Hiện Bolivia đã ghi nhận có hơn 130.400 ca nhiễm mới, trong đó có gần 7.600 ca tử vong. Theo Đại học Johns Hopkins, Bolivia xếp thứ 5 thế giới về tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19. Cứ 100.000 người thì có 174 người tử vong. Các chuyên gia cũng cho rằng con số thực tế của đại dịch ở Bolivia vẫn chưa chính xác, bởi số lượng người chết có thể cao gấp 4 lần so với số tử vong chính thức được ghi nhận.